Hello guys, welcome back to Pix Vlog. Ok, ngày này chị gặp bạn là intro thế. Hồi đi nhà đó thì cười chứ là dùng dùng cục bông thầy chìm mà tố. Chị mua nông bảo xạ là dùng cục bông thầy thua đồng nào từ cảm thi bốn đồng tụ. Hồi dùng nông bảo đặt vô tự đập hiệp mưu tí nu cho mơ thầy tao mới sẽ cảm ở phía mình đặt hiệp về khác. Hồi lưng chô rung bảo xạ đọc nế. Ok, hồi dùng bạn là đó là cái này cái được trong cảm thấy bọn ông tôi ấy là được đèn đỏ nơi khương chẳng hạn là bên nhưng cứ gặp toàn mình được mọt đấy chỉ mơ bà hai chị được tiện đèn đỏ khi được khương miền ở bờ chiều chân mòn cho mặt trên chỉ mới xem lại khách có cống chỗ luôn chẳng nâng ngày ok ở đâu nhưng chỗ luôn được hạ đọc nơi tỏ